Thanh Nguyên Acon, kênh nghiên cứu chuyên sâu về chiều cao cho người dưới 25 tuổi. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Ok các bạn, thì sau đây là một vài chia sẻ của bạn Huy. Hello mọi người, mình là Huy. Mình đã cao lên 7cm nhờ tập dự án của anh Thanh Nguyên Acon. Thì mỗi dự án mình tập khoảng 3 tháng. Và đối với cái dự án thứ 3 thì mình cũng đang làm quen dần. Thì cũng hy rồi, các bạn hãy cố gắng để luyện tập theo dự án của anh và theo dõi những video của anh để thay đổi ngoại hình và vóc dáng của mình. Chúc các bạn thành công. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với một cái giao án hoàn toàn mới, đó là giao án Acon 3. Thì bên cạnh mình đây là bạn Huy. Bạn Huy là học viên của mình và anh ấy đã hoàn thành giao án Acon 1 trong vòng 3 tháng và Acon 2 trong vòng 3 tháng. Và một tháng bạn ấy tự tập và tập linh tinh. Thì tổng cộng là chiều cao bạn ấy đã đạt được là hơn 7cm các bạn. Thì trong mấy tuần gần đây là mình thực hiện trên cơ thể bạn Huy là một cái giáo án mới, là mình thực hiện trên cơ thể bạn Huy để xem giáo án này là có hiệu quả hay không. Thì mình đã thực hiện mình đã quay được một đoạn mà đo chiều cao của bạn Huy, tức là trước tập cái giáo án Acon 3 là bắt từ lúc là ngày 1 tháng 5 cho tới bây giờ. Đó là khoảng cách chiều cao của bạn Huy nó thay đổi như thế nào. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. It's ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that.
are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? And you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Thì các bạn có thể thấy là bạn Huy đã hiện tại đã cao gần bằng mình. Đây, cao gần bằng mình. Đó. Đó, thì hiện tại là bạn Huy chắc là khoảng 1m75 hay là 1m74 gì đó. Thì ở đây không có cái nơi nào để đo chiều cao nên là mình không biết được chính xác nó như thế nào. Thì á, thì ba cái giáo án của mình, cái giáo án Econ 1 á, là dành cho những bạn nào mà có nhiều thời gian. Bởi vì cái giáo án này là nó tập 1 tuần 7 buổi và 1 một ngày thì tới 2 lần, sáng và tối. Đó, thì dành cho những bạn nào có thời gian, ví dụ như là nghỉ hè, bạn có nhiều thời gian thì các bạn nên tập giáo án này. Còn cái giáo án Econ 2 á, thì dành cho những người khá là bận rộn, những người nào bận đi làm, đi học cả ngày thì không có rất là ít thời gian, cho nên là giáo án này nó chỉ tập một tuần 3 buổi mà thôi. Và những buổi còn lại thì các bạn có thể thêm những bài tập mà mình yêu thích và chọn những bài tập mà mình yêu thích sao cho phù hợp với bản thân của mình và phù hợp với thời gian của mình. Thì cái giáo án Econ 3 này nó dành cho những bạn đã tập giáo án Econ 1 và Econ 2 và có cái nhu cầu là đổi mới bài tập đó.